Chào các anh yêu thích bật lửa đẹp tại AB Shop. Thì video ngày hôm nay em Kim Anh sẽ giới thiệu tới các anh một chiếc bật lửa Zippo. Chiếc bật lửa Zippo Mỹ có họa tiết cỏ cuốn lá rất là đẹp luôn các anh ạ. Với mã hàng là 24699. Mã sản phẩm thì em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi, đúng hàng tránh mất thời gian của các anh nha. Thì sau đây em sẽ đi đến sản phẩm của chúng ta luôn. Các anh mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu này giúp em các anh nhé. Rất là đẹp như thế này. Mình có thể quan sát các góc cạnh giúp em. Cái mẫu này thì mình được khắc nhé. Mình được khắc sâu các anh ạ. Khắc sâu lên bề mặt luôn. Khắc hoa văn và cỏ bốn lá. Nổi bật đó chính là cái màu xanh cỏ bốn lá ở trung tâm này các anh ạ. Sờ và có cảm giác giáp giáp các anh ạ. Sở có cảm giác rất giáp các anh ạ. Cỏ bốn lá thì là một cái biến dạng bất thường của cái cỏ ba lá nha. Biến dạng bất thường của cỏ ba lá. Một cái cây cỏ thông thường thì nó sẽ có ba lá. Những cái cỏ bốn lá này là có thể nói là những cái lá mà đột biến gen đấy các anh ạ. Người ta tin rằng là cỏ bốn lá sẽ đem lại may mắn cho những người nhìn thấy, tình cờ nhìn thấy rất là may mắn. Cũng như là khi mà các anh sở hữu chiếc Zippo của bộ lá này cũng sẽ đem lại may mắn cho các anh nhá. Ngoài ra thì mỗi cái lá này cũng được tin là một đại diện cho một thứ. Như là lá đầu tiên thì sẽ được đại diện cho niềm tin, lá thứ hai thì là hy vọng, lá thứ ba là tình yêu và lá thứ tư là sự may mắn các anh nhá. Có ý nghĩa rất là lớn. Một chiếc cỏ bốn lá này nhưng mà có rất là nhiều ý nghĩa. Người ta ước tính rằng là trong khoảng 10.000 cây cỏ ba lá mới có một cây cỏ bốn lá các anh ạ. Thế nên là một chiếc bật lửa Zippo hoa văn cỏ bốn lá này không chỉ là một hộp quẹt mà còn là một sản phẩm mang cái sự may mắn cũng như là rất là độc đáo cho các anh đấy ạ. Bởi vì là 10.000 cây cỏ ba lá mới có một chiếc lá, một cây cỏ bốn lá đúng không ạ? Thì khi mà các anh sở hữu cái này thì mình cũng được coi là sở hữu một chiếc bật lửa Zippo rất là độc đáo. Mình có thể sở hữu được một món phụ kiện để có thể châm thuốc. Tuy nhiên thì cũng có thể sở hữu được một cái sản phẩm đem lại may mắn cho bản thân mình ở trên mọi cung đường đúng không ạ? Sản phẩm này thì được làm chất liệu là chất liệu chôm các anh nhá. Chất liệu chôm và cái mặt sau này là trơn. Mặt sau trơn. Mặt trước thì được khắc nổi bật đó chính là hoa văn cỏ bốn lá như thế này. Rất là đẹp như thế này. Tiếng kêu rất là hay đúng không ạ? Mẫu này thì nhà em được các anh và các chị lựa chọn rất là nhiều. Đặc biệt là các chị lựa chọn rất là nhiều để làm quà tặng người thân, bạn bè. Đặc biệt là các chị lựa chọn dành tặng cho bạn trai của mình nhân dịp trọng đại thì cũng rất là nhiều luôn. Thì đây cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho những chị nào mà mình đang muốn tìm kiếm một chiếc bật lửa đẹp dành tặng cho bạn trai của mình nhân dịp sinh nhật sắp tới, hoặc là nhân dịp Valentine, hoặc là kỷ niệm một kỷ niệm ngày gì đó của các anh chị. Thì đây cũng là một cái gợi ý rất là tuyệt vời đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Khắc rất đơn giản thôi nhưng mà lại cực kỳ đẹp các anh ạ. Ruột là ruột bạc nhá, ruột bạc ạ. Và mộc đáy là mộc đáy lõm ạ. Mộc đáy lõm các anh nhá. Mộc đáy lõm cho em. Mộc đáy lõm. Một chiếc bật lửa chính hãng Mỹ, một thương hiệu nổi tiếng toàn quốc cùng với cái họa tiết đẹp như thế này. Còn lý do thì mà chúng ta không lựa chọn được không ạ? Anh chị nào mà mình kết mẫu cỏ bốn lá này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. AB Shop sẽ liên hệ lại, tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.